Trong tuần vừa rồi, chúng ta có thể thấy BTC đã có một cái nhịp đâm bùm 2.000 giá và khiến anh coi đã rơi đâu đó là 20-40% với cái volume sale khá là mạnh, cũng như là gãy hết các vùng hỗ trợ trên khung daily. Bên cạnh đó, trong tuần này cũng có khá là nhiều các tin tức vĩ mô sẽ được công bố và ảnh hưởng mạnh tới đường giá. Và liệu BTC trong tháng 6 này sẽ đi về đâu? Welcome back anh em đã quay trở lại với Hub Crypto, kênh sharing kiến thức nhanh và hữu ích trong gia đình. Mình là Healer. Thì trong tuần vừa rồi, anh em có thể thấy là sự ảm đạm của BTC ở những cái phiên cuối tuần, và sau đó là một cú flat dump về tận 25.400. Và đã có khá nhiều anh em nhảy vô back spot ở những cái vùng này, và cũng đã có khá nhiều anh em đang chờ đợi thêm một cú rơi từ BTC để mà gom hàng. Vậy đâu là vùng giá có thể mua anh coi và đâu là vùng quan trọng? Cùng mình đi vào video để mà phân tích nhé anh em. Ok anh em, thì đầu tiên mình sẽ nói vài tin tức vĩ mô đáng chú ý trong tuần này. Đầu tiên, ngày 13 tháng 6 vào lúc 19:30, chỉ số tiêu dùng CPI sẽ được công bố, dự kiến là quanh mốc 4.2%, trước đó là 4.9%, và mức độ của đường giá ảnh hưởng khi mà ra news thì anh em có thể thấy đây là khá là quan trọng. Tiếp theo, ngày 14 tháng 6 vào lúc 19:30, chỉ số PPI sẽ được công bố, dự kiến là quanh mốc 1.5%, trước đó là 2.3%, và cái mức độ ảnh hưởng của đường giá khi mà ra news thì có phần nhẹ hơn so với tin CPI của ngày hôm trước. Đặc biệt hơn là ngày 15 tháng 6 rạng sáng 1 giờ thì Fed sẽ quyết định nâng lãi suất của Mỹ, thì mốc dự kiến cũng như là mốc trước đó là quanh 5.2%. Tiếp theo nữa là 1:30 sáng công bố biên bản họp của Fed. Trong ngày hôm đó luôn, vào lúc 19:30, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu của Mỹ sẽ được công bố, thì kỳ trước đó là quanh 261.000 người nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu. Thì đa số ba cái news vĩ mô vào lúc ngày 15 tháng 6 này sẽ là ba cái news khá là quan trọng và ảnh hưởng mạnh tới đường giá. Anh em có thể là chọn đứng ngoài với những cái khung thời gian này, hoặc là tham gia giao dịch với một cái volume vừa và phải để tránh những cái rủi ro đáng tiếc không có để mà xảy ra nhé anh em. Ok anh em, tiếp theo thì mình sẽ chuyển qua một chút về on-chain. Ok anh em, thì đây là dữ liệu stablecoin chain balance. Thì anh em có thể thấy đây, đầu tiên là sàn Binance thay đổi trong vòng 7 ngày. Thì anh em có thể thấy đây, số lượng rút là khoảng 1,6 tỷ đô la, là âm 19%. Thì anh em có thể thấy là thị trường khi mà chuyển qua tháng 6 có rất là nhiều food, cũng như là không có nhiều thông tin nào tốt cho thị trường, và tâm lý sợ hãi của người dùng họ đã thể hiện rõ và cái việc mà rút tiền khá là nhiều đây trên các sàn SEC. Thì ở dưới đây cũng có một số sàn nữa như là OKX, Bybit, CoinFinance, KuCoin. Thì anh em có thể là xem những cái dữ liệu ở bên dưới nữa để mà có thêm thông tin cho mình nhé. Ok anh em, tiếp theo mình sẽ nói qua một chút về dự phóng dòng tiền đáng chú ý trong tuần này. Đầu tiên thì anh em có thể thấy là thị trường bây giờ khá là xấu. BTC đang giao dịch quanh mốc là 25.700. Thứ hai là áp lực bán từ các user cũng như là các VC hiện tại cũng khá là lớn. Thứ ba là về việc pháp lý và kiện tụng thì vẫn chưa rõ ràng. Seth thì không biết đang ủ âm mưu gì tới cái thị trường crypto này. Binance thì đang vướng lùm xùm nhiều bên, còn Binance US thì vẫn chưa giải quyết xong cái việc mà bị Seth kiện là chứng khoán. Thứ tư, hiện tại là không một cái dự án nào muốn bị Seth để ý cả. Nhìn việc lại các đồng coin bị xem là chứng khoán, đặc biệt là Solana, ADA và Matic thì đều đã bị xả, đủ thấy cái tác động của Seth đến cái thị trường crypto này nó lớn như thế nào rồi, đúng không em? Nên việc sẽ có dòng tiền trong tuần tới thì mình chỉ có thể là dự đoán là đến từ Hồng Kông coin. Nhưng cái việc mà mình kỳ vọng về cái những cái đồng coin từ Hồng Kông này cũng không còn cao nữa. Và một số dự án Hồng Kông đáng chú ý thì anh em có thể tham khảo cái hình ở dưới đây nha. Ok anh em, tiếp theo thì mình sẽ ngó qua một chút về phân tích kỹ thuật của BTC. Hiện tại trên màn hình mình đây là khung tuần. Thì anh em có thể thấy đây, vào lúc sáng nay 7 giờ sáng thì đã đóng một cái nến tuần, một cái nến đỏ với một cái volume giao dịch nó vừa phải. Hiện tại thì nó cũng có một cái nhịp là chạm lại cái dây MA34 trên khung tuần, sau đó là rút râu lên. Giá hiện tại thì giao dịch quanh 25.800. Trên khung tuần thì vẫn cho là một cái cấu trúc sóng giảm như này. Anh em có thể thấy, nếu như mà anh em không nhìn rõ thì anh em chuyển qua live chat anh em thấy đỉnh đáy giao thấp dần. Ok, thì mình sẽ chuyển qua khung daily để mà phân tích tiếp như BTC. Trên khung daily thì vẫn cho một cấu trúc sóng giảm, hiện tại nó đang chạy trong cái nêm giảm như này. Đó, ok anh em. Thì anh em nhìn cái volume dưới đây, chỗ này có một cái cây volume khá là cao. Thì mình sẽ giống lên, ở đây nó có một cái cây nến Doji, cụ thể là râu ở hai đầu khá là cao, và cái vùng này là quanh 30k, cũng là một cái vùng kháng cự cứng. Thì anh em có thể thấy đây đúng không, sẽ
đã có một cái nhịp là phi bò nó đẩy giá lên nhưng mà không thành công, rồi là bị đạp xuống ở đây. Sau đó thì anh em có thể thấy là đỉnh sâu liên tục là tạo thấp dần ở đây. Đó. Hiện tại thì giá vẫn đang giao dịch là quanh 25.800, giao dịch dưới hai đường dây MA 34 và 89 và hai dây MA này đang có dấu hiệu là cắt nhau. Tiếp theo thì mình sẽ đưa ý các vùng hỗ trợ cũng như là các vùng demand zone ở phía dưới đây. Đầu tiên là cái vùng 24.200 quanh đây, thì theo mình thấy cái vùng này khá là mỏng. Nếu như mà có một nhịp giá nó vây vào đây thì mình nghĩ là phần trăm cao nó sẽ lũng luôn cái hỗ trợ này, mà nó sẽ tìm ở những cái vùng dưới đây sâu hơn là vùng cản quanh 19-20k. Thì vùng này thì mình nghĩ là sẽ là vùng tâm lý của đám đông, và đám đông sẽ tham gia vào cái vùng này khá là nhiều, cũng như là cái móc số tròn ở đây. Nhìn lại qua đây một chút đúng không anh em? Cái chỗ này là có một cái nhịp bùm lên này, thì cái vùng này được gọi là lùng cái vùng liquidity. Thì mình nghĩ cái vùng này là vùng cá mập với lại MM cũng như là sàn họ đã tích cực đẩy giá lên, và vùng này thì mình thấy không có cái lực mua bán nó tự nhiên, nên khi mà giá rơi về vùng này thì phần trăm cao là nó sẽ lủng ở đây. Ok, thì mình sẽ vẽ như này nha anh em. Khi mà giá nó quay về những cái vùng này thì nó sẽ lập tức phản ứng. Và phản ứng như nào á, thì mình sẽ tiếp tục cập nhật cho anh em khi mà giá nó tìm lại về những cái vùng đó. Đầu tiên chuyển qua một chút về spot. Ngay vùng này là quanh 24.200. Khi mà BTC tìm về những cái vùng này thì mình nghĩ là mình sẽ vào một chút spot khoảng là 5-10%. Những con hàng như ARB, Edu, ID là những con hàng Binance Lombard đó anh em. Trường hợp mà nó gãy luôn á, nó tìm về những cái vùng dưới là quanh 19-20k thì mình sẽ chọn cách DCA. Tránh những cái trường hợp khi mà nó về đây có cái lực mua cũng như là hành vi tâm lý đám đông họ FOMO, hoặc là có những cái news tốt về thị trường mà giá nó từ đây nó bùng lên luôn, thì trường hợp mà mình không vô thì mình sẽ bị mất hàng. Nên khi mà rơi về vùng này thì mình sẽ chọn là vô đâu đó khoảng 50% của cái portfolio của mình. Ok anh em, thì đó là một chút về cái tư duy đầu tư của mình với BTC. Anh em có thể là tham khảo để mà đưa ra cho mình những cái quyết định đầu tư nó sao cho nó đúng đắn nhất nhé. Tiếp theo thì mình sẽ phân tích một chút về BTC DOM. Anh em có thể thấy đây trên màn hình mình là khung daily. Thì như tuần trước mình đã dự đoán là BTC DOM đang chạy trong một cái nêm giảm như này, đã có một cái nhịp gần test lại cái vùng cản như là cái vùng demand ở dưới đây. Sau đó là có một cái nhịp là break out luôn cái vùng nêm này bằng một cây nến Marubozu khá là lực ở đây. Sau đó ở phía trên thì anh em có thể thấy là có một cái nhịp rút râu. Ok, thì mình sẽ chuyển sang cái khung tuần để mà xem được các vùng kháng cự ở phía trên là những cái vùng nào. Đây thì anh em có thể giống qua phía bên này đúng không? Cái vùng ở đây, vùng supply ở trên đây là quanh cái mốc là 50 cho tới 52%. Ok, mình sẽ chuyển lại khung daily. Thì trên khung daily á thì mình sẽ tiếp tục kỳ vọng BTC DOM sẽ có một cái nhịp điều chỉnh đâu đó về quanh đây, sau đó lại bật mạnh lên cái vùng kháng cự là ở quanh là 51 tới 52% ở đây. Thì nhìn qua BTC DOM á, anh em có thể thấy là các nhà đầu tư cũng như là anh em mình luôn luôn là chọn một cái loại hình đó là BTC để mà đầu tư và cũng như là kỳ vọng mà nó dài hạn trong tương lai. Ok, thì đó là một chút về phân tích kỹ thuật của BTC DOM. Tiếp theo thì mình sẽ phân tích kỹ thuật một chút xíu về DSI, chỉ số sức mạnh của đồng đô la. Thì trên màn hình mình đây là khung daily, thì anh em có thể thấy thì tuần trước mình cũng có dự đoán là nó đang chạy cái mô hình ba đáy ở đây. Đó, anh em có thấy đúng không? Thì tuần trước mình có một cái nhịp là kỳ vọng thì nó sẽ lên test lại cái vùng cản cũng như cái vùng supply phía trên đây là quanh 105.4 đây. Hiện tại thì anh em có thể thấy nó đã có nhiều cái phiên sideways ở cái vùng này, rút râu, sau đó nó tìm lại về cái vùng demand dưới ở đây là quanh 103.22 ở đây. Hiện tại thì nó cũng đang giao dịch ở quanh cái cản mềm MA34 và 89 trên khung daily. Thì cộng với trong tuần này cũng có khá là nhiều cái new vị mô tin tức sẽ được công bố. Thì anh em cùng chờ đón tiếp theo là cái tin tức tốt cho đồng đô la hay là xấu. Thì mình sẽ có hai cái trường hợp như này. Hiện tại thì trên khung daily giá vẫn đang giao dịch như này, vẫn cho một cái xu hướng tăng đúng không anh em? Nó còn một cái vùng supply ở phía trên cũng như là cái vùng kháng cự này, sẽ có hai cái trường hợp như này.
Nếu như mà tin tức công bố ra tốt thì BTC sẽ có một cái nhịp tiếp tục đi tăng trưởng như này và tìm lại quanh cái vùng kháng cự cũng như là cái vùng supply phía trên, quanh đây, quanh 105.6x, 105.7x đây. Trường hợp 2, nếu như mà tin tức công bố đồng đô la nó yếu đi thì nó sẽ tiếp tục phá ở cái vùng này, giao dịch dưới MA3489 rồi nó lại tìm về cái vùng hỗ trợ như là vùng đáy phía dưới đây. Ok anh em, thì đó là một chút về phân tích kỹ thuật của DXY cũng như là chỉ số sức mạnh của đồng đô la trong cái tuần này. Anh em có thể là tham khảo khi mà DXY nó tìm về những cái vùng kháng cự hỗ trợ thì lập tức BTC sẽ phản ứng. Tiếp theo thì mình sẽ phân tích kỹ thuật một chút xíu về crypto total market cap. Thì ở đây trên màn hình mình là khung tuần, anh em có thể thấy thì sáng hôm nay đã đóng nến vào lúc 7 giờ bằng một cây nến Marubozu, phun lực ở đây khá là xấu, rất luôn ở cái vùng mà đã thả râu ở phía trước là quanh 1.065 tỷ, quanh đây. Ok, thì hiện tại giá vẫn đang giao dịch dưới MA34 và 89, cỡ cả MA200 luôn. Tiếp theo mình sẽ chuyển sang khung daily. Khung daily thì nhìn chung vẫn là một cái xu hướng, một cái cấu trúc sóng giảm như này đúng không anh em? Đó, ở đây thì hiện tại đang giao dịch quanh cái mốc là 1.019 tỷ, thì chứng tỏ là dòng tiền của thị trường đã bị rút ra đúng không anh em? Kể cả BTC cũng như là Ancoin. Anh em chú ý ở những cái vùng dưới đây. Đầu tiên là cái vùng 925 cho tới vùng 870 tỷ ở đây. Trường hợp mà thị trường tiếp tục ở những cái tháng tiếp theo vẫn không có chuyển biến tốt cũng như là không có dòng tiền đổ vào cũng như là liên tục gặp phút thì mình nghĩ là khả năng cao nó sẽ tìm về ở cái vùng hỗ trợ cũng như là cái vùng demand ở dưới đây là quanh 900 tỷ ở đây. Ok, thì đó là một chút về phân tích total market cap, thì anh em có thể tham khảo để có thông tin cho mình để mà tận dụng rồi đưa ra những cái quyết định sao cho nó đúng đắn nhất nhé. Hiện tại các dấu hiệu đều cho thấy BTC đang khá là xấu. Bên cạnh đó, các tin tức vĩ mô cũng đổ lại cho một cái tín hiệu khá là tiêu cực. Thì trong tuần này, Fed cũng sẽ công bố cái cuộc họp là có nên nâng lãi suất trong thời gian này hay không. Hiện tại thì dòng tiền total market cap đang bị rút ra khỏi thị trường và dòng tiền còn lại được chảy vào BTC là phần lớn. Thì chúng ta có thể thấy Ancoin đang bị rút máu và khả năng cao là cú flat dump ở tuần vừa rồi chỉ là bắt đầu cho một cú panic sell trong thời gian sắp tới. Theo quan điểm cá nhân của mình thì BTC sẽ lên test lại cái vùng 27k, sau đó tìm về quanh cái mốc 24k, khi đó thì BTC Dom chạm lại cái vùng kháng cự quanh 51-52% và tạo một cái đảo chiều giảm từ mô hình nến, cộng với việc là total market cap sẽ quay về cái vùng hỗ trợ là quanh 900 tỷ. Và BTC ở quanh cái mốc 24k cần đi ngang và tích lũy nhiều thì anh coi mới có điều kiện để mà tiếp tục tăng. Mình thì vẫn kỳ vọng là có một con sóng tăng trước khi thị trường đâm sâu về cái vùng 20k. Trong trường hợp thì BTC break được cái vùng 27k thì plan này sẽ fail nhé anh em. Và đó là toàn bộ những thông tin cũng như là nhận định về thị trường theo quan điểm cá nhân của mình. Anh em có thể là tận dụng và tham khảo để mà đưa ra những cái quyết định cho mình đầu tư sao cho nó đúng đắn nhất nhé. Cuối cùng, cảm ơn tất cả anh em đã xem video tới giờ phút này. Nếu như anh em cảm thấy hay và hữu ích thì đừng quên cho Hub Crypto một like và một subscribe. Mình và team sẽ có động lực để mà làm những cái video tiếp theo hay hơn nhé. Bye bye anh em.